Mến chào quý vị và tất cả các bạn, quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại khu rừng Bỏ Hoang cả nhà. Thì hôm nay mình có đọc nhiều cái comment, cũng như là mình thấy có một hai bạn kêu mình thử hôm nào anh ghi hình ban đêm đi anh Hiệp ơi. Thì hôm nay á, mình làm theo cũng như là các comment của các bạn và các cô chú. Thì mình chọn ngay cái giờ này là giờ linh thiêng. Thật sự lâu rồi mình không có đi ghi hình ban đêm các bạn. Hôm nay á, mình muốn á, cũng như là tìm cái cảm giác mà mạnh. Năm nay thật sự mình già rồi, gần 50 rồi cả nhà, nhưng mà mình muốn á, là tìm cái cảm giác nó ma mị, nó tâm linh, nó rùng rợn hơn. Tại vì mình thấy ở đây á, là vong ở trên bờ có nè, mà vong ở dưới nước có luôn, cũng như là ma da có luôn các bạn. Thì gì trời, các bạn có nghe giống như cái con tôm hay là cái con tàn hen mà nó búng nghe tóc tóc ở dưới nước các bạn. Tí nữa mình sẽ di chuyển vào cái khu rừng quan âm u gầm gạp này để tìm vong ở trên bờ và vong ở dưới nước luôn. Tại vì ở đây còn rất là nhiều vong cả nhà. Tại vì mình nghe nói ngày xưa ở đây lịch sử rất là rơi rợn các bạn. Ngày xưa là lúc ở dưới phía sông ở dưới có một ngôi nhà, cũng như là họ ở rất là lâu năm các bạn. Cũng như là mình nghe kể là có một ông chú, lúc đó ông cưới vợ, ông ra riêng được cha mẹ cho một miếng đất ở phía cặp mé sông đó các bạn. Mà ngày xưa đâu phải như bây giờ nó trống trải như thế này đâu. Ngày xưa ở đây mình nghe nói toàn là lá với cây bần không à. Rồi hai vợ chồng của chú được cha mẹ cho ra riêng cất một cái ngôi nhà kê ở cặp mé sông này cả nhà. Rồi hai vợ chồng chú tạo lập, cũng như là sau này được 5 người con lận các bạn. Rồi mình nghe gì, hình như là có một cái tiếng khóc hay là cái gì kinh doanh gì ta. Người chú có 5 người con đó. Rồi người con lớn của chú á, kỳ rồi có gặp mình. Người con lớn của chú nói thật sự hiện giờ á, cha em đã bán miếng đất này rồi cho những người mà họ nuôi tôm đó các bạn. Đây là ở Bến Tre ha. Em lên trên chợ em ở, mình nghe nói em trai đó lên trên đường lộ nhựa họ kinh doanh quán phở các bạn. Họ làm ăn rất là giàu có. Họ nói là ngày xưa em ở đây nè, em đăng, cũng như là nước rồng là họ dằn đăng, rồi bắt đầu nước lớn lên cái bắt đầu họ kéo đăng lên vậy nè, rồi con cá con tép nó mới vào cặp mé giống như bập lá vậy nè, rồi nước rồng xuống nó dướng trong đó, nó dướng trong đăng vậy nè. Rồi gia đình của họ là làm cái nghề đó để mưu sinh cả nhà. Nhưng mà em trai đó nói ở đây rất là kinh khủng luôn, cứ lâu lâu là có một nhưng bánh bao á, nhưng bánh bao là quý anh chị và các bạn cũng biết ha, là trâu tấp vào. Nó thành ra ở đây nổi tiếng về tâm linh đó. Em trai đó nói hiện giờ á, nếu mà kêu em quay trở về ngay cái nền nhà cũ ngày xưa cất một cái ngôi biệt thự, em cũng không dám cất. Và em đặt cái vụ bây giờ cho em ở trong cái ngôi biệt thự đó, rồi bắt đầu cho tiền em á, rồi em cũng không ở luôn. Mình nó nói trời ơi, bây giờ thoải mái lắm, bây giờ nó trống trải lắm. Em nói em trai đó nói là bây giờ em trai đó lên lộ làm ăn thấy cuộc sống nó nhàn rỗi rồi, họ không có còn ở gần gũi nữa, thành ra họ không có còn hứng thú ở đây nữa, thành ra cha mẹ họ bán hết các bạn, chia người ít tiền đi lên thành thị ở hết. Thì tí nữa mình sẽ di chuyển vào cái khu rừng âm u bị bỏ quên.
quý anh chị và cô chú và các bạn nhớ cho mình xin mỗi người một like ha. Còn quý anh chị và cô chú và các bạn nào mà mới vừa vào xem kênh của mình lần đầu tiên á, thì vui lòng nhấn vào cái nút đăng ký kênh để mỗi khi mình đăng lên YouTube cả nhà xem ủng hộ mình nha. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình ha. Vừa đi mà vừa xách cái túi vậy nè cả nhà, thành ra nó rất là cực khổ luôn á, nhưng mà mình phải gán thôi. Bữa nay có sương mù quá nặng luôn các bạn, đi ghi hình vậy á, không biết giờ nào trời mưa các bạn. Để mình gán tăng cường ánh sáng ha. Vô tới đây là rợn người ta. Mũi thì quý anh chị và các bạn thấy nó bay cứ bằng kinh khủng ha. Mỗi con nào nấy to to không trời. Gì vậy? Mới ngày lụm tụm dưới đây nè các bạn. Không lẽ có ai câu cá ta? Gì vậy? Không lẽ ông mật ta? Ủa ám quá. Đi phải cẩn thận luôn các bạn. Nhiều khi mình sợ nước nó ướt cái con mắt của cái cam á, là mình sẽ bị lè. Bữa hổm mình đi trống dữ lắm mà ta. Đi mà nín thở luôn á. Lớp nào sợ nước ướt cam lè, lớp nào hồi hộp các bạn. Sợ nhiều khi mà dưới nước đó, nó bay lên nó phóng kiểu như nó gượt mình cái là không biết đường né luôn á. Sợ bữa nay quá trời âm u vậy ta. Ôi phải khum luôn các bạn thấy cực khổ không? Con gì vậy? Con bướm. Tưởng đâu ông nó bay đến cái đèn trợ sáng đó cả nhà. Rồi. Cái lưng của mình ướt nhẹp hết các bạn.
giò lá cây á. Gì vậy? Mình mới thấy một cái bóng đen đen bên đó. Ghê trời. Không lẽ bị qua mắt ta? Thật sự đi ghi ban đêm á, ghi hình ban đêm rất là cực khổ luôn các bạn ơi. Cả nhà nhớ cho like nhớ khá để động viên tinh thần của mình nha. Đây là một cái ngã ba các bạn. Mà hôm nay cây dúi rồi có thêm rắn nhện nữa. Thôi cho tôi đi ngang ông ơi. Cây ô môi chứ, cây ô môi nó xè cả tán xuống nhìn thấy quá trời các bạn. Khó đi quá trời khó luôn. Ôi. Ủa, cái đường này hôm nay sao mình cảm thấy giống bị đi lạc quá vậy ta? Gì vậy? Ủa ghê quá. Mình mới nghe cái tiếng khóc các bạn ơi. Ôi cha, mệt quá trời mệt các bạn. Để mình đi ra ngoài thở chút xíu các bạn ơi. Nãy giờ thật sự khum á, muốn gãy cái lưng luôn. Nó mỏi kêu bằng khủng khiếp. Gì vậy? Ôi má ơi, ai mới chọn mình một cái sạc luôn các bạn. Ở trong này nó kêu nữa. Hôm nay á có vẻ hình như là mình đi bị lạc các bạn, cũng như là mình muốn đi xuống phía ở dưới mé sông bển, nhưng mà hôm nay mình không biết đường nào mình đi luôn các bạn. Thảo xíu các bạn ơi. Thì vậy nãy giờ tôi nghe một cái tiếng khóc, hình như là có một vong nào đang khổ sở và đang khóc. À, nếu mà vong hồn của mình đó có muốn giúp đỡ gì thì hãy xuất hiện đi, chứ bây giờ khóc như vậy rồi tôi đâu có cách nào để giúp. Không lẽ ngã ba này là ngã ba đầu tiên ta, rồi tới thêm một cái ngã ba nữa, rồi mới tới một cái ao, rồi mới tới ngã ba bờ sông các bạn. Mà con người mình hiện giờ á mồ hôi ra mồm nộp luôn, vừa mồ hôi mà vừa ướt nước,
À, tiếng khóc hồi nãy á, không biết là vong linh ở hướng nào ha. Mình nghe cũng hơi gần lắm các bạn. Tại vì cái tiếng khóc đó nó phát ra không quá là khoảng cỡ 20 mét. À, nếu mà ở đây có vong nào đang khổ sở thì xuất hiện đi. Không nên khóc làm cái gì á. Mình nhớ không lầm á, là cách nay á, khoảng cỡ 5 tháng trước mình đến đây á, là mình ghi hình phía bên ngoài các bạn. Mình nói, mình kể cho anh chị và cô chú nghe là hiện giờ á, ốc cục của mình nó đang rợn rợn luôn á. Thì lúc đó là mình ghi hình, mình gặp hồn ma da. Thì cái đó là mình đã từng thấy, nhưng mà cái lúc đó mà hồn ma da chưa xuất hiện á, là mình nghe một cái tiếng nói rất là rõ ràng luôn các bạn. Họ nói đó, là họ sống đời cũng như là thời xa xưa, cũng như là mình nghe nói là tá điền và điền chủ các bạn đó, thì chắc chắn là khu này ngày xưa có một phụ nữ mất vì cũng như là bị tá điền bóc lột quá nặng nề, rồi bắt đầu họ nghèo, họ khổ, họ đói, rồi họ mất sớm, thành ra họ có một cái điều gì đó nó oan ức đó. Là cái phần đó lúc trước là mình có để ở trên cái đầu video cho cả nhà xem, nó chỉ có khoảng cỡ 1 phút đổ lại thôi đó. Là mình nghe tiếng nói đó, rồi lần sau là mình đến mình mua một cái con gà quay cũng như là cúng kiến cho vong đó, và mình giúp cho tất cả các vong trên bờ luôn các bạn. Hôm đó là mình hình như là gặp một vong phụ nữ đang đen kiểu như ngày xưa bị mất vì đuối nước đó cả nhà. Thì bây giờ mình phải cố gắng, mình phải đi qua một cái rừng âm u gặm gặp. Hồi nãy mình cảm thấy nó rất là khó đi luôn á. Chắc có thể là gần đây họ không có thả bò vào đây các bạn. Chắc có thể là bò rẻ quá rồi bắt đầu họ bán đổ bán tháo. Chứ trước kia là mỗi lần mình vào đây là mình gặp bò, nhiều khi gặp tới 3 con, 4 con luôn đó nha. Nhưng mà có thể là gần đây là họ bán rồi, thành ra ban ngày họ không có thả, đường đi nó không có dấu vết kiểu như con bò đi thì nó phải mòn cái đọt cây vậy nè. Còn này không thấy gì hết. Tiếng khóc ở đâu mà mình không thấy ta? Vậy? Giống như có một cái trái bần nó rụng xuống, nhưng mà ở đây mình đâu có thấy cây bần nào đâu ta. Đường này mình đi xuống dưới ngã ba bờ sông vẫn được, nhưng mà mình phải đi lại các bạn, vòng lại nó dễ hơn cái đường bên kia. Còn hiện giờ sương mù kêu bằng khủng khiếp. Còn những cái dấu tích này nè, là ban ngày có người vào đây cũng như là họ đốt ong đó các bạn, họ bắt ong á. Mm.
kỳ lạ thật, nghe tiếng khóc hình như là 3 lần các bạn. Nghe tiếng khóc vậy rồi sao mà người ta giúp được? Phải có xuất hiện luôn á rồi con mới giúp được nha. Đó bắt đầu khum nữa các bạn ơi. Khum hay là đi trên ta? Đi trên luôn. Hôm nay á mình tính rủ một người quen ở trong xóm mình để đi theo mình, nhưng mà họ không dám đi các bạn ơi. Họ nói ngoài này thấy ghê quá, không đi mình đi. Mình cũng cắn răng mình đi mình luôn. Nước không, sợ khi nó ướt cái đèn cỡ sáng như khi điện tử đó các bạn. Ướt cái là muối quá ngậm luôn á. Cái đèn cỡ sáng này tới triệu mấy lần á. Mình phải che lại vậy nè. Khổ gì chứ. Mưa chiều quá trời luôn các bạn. Ngày nay là mưa kêu bằng liên khúc chiều mưa. Mưa từ trưa 9 giờ mà mưa cho tới chiều luôn. Chút tạnh chút mưa các bạn. Mưa quá lớn. Mình nghe nhiều vạch cho ta. Giống như bên kia có cái đường nước nó đang chảy các bạn, nhưng mà hiện giờ mình không có ghi hình bên kia được. Là lý do hiện giờ sương mù quá nặng luôn. Hay là con gì vậy trời? Tiếng nước chảy thì nó khác chứ. Giống như có ai đang ngồi tắm mà kiểu như xấu nước cả nhà. Con bơm bài theo luôn mới ghê cơ. Cái mũi này nó chịu có mưa cái bắt đầu nó mọc quá trời vậy ta. Rồi dấu hiệu này bò không có đi luôn các bạn ơi, bán hết rồi. Cái gì vậy? Chuyện trắng đây vậy trời? Nghe tiếng khóc nữa. Ai vậy ta? Má ơi, đi cực khổ quá, nghe tiếng khóc nổi da gà trên các bạn. Các bạn coi nè, mình đâu có nói dốc các bạn đâu. Mình hiện giờ đang ướt như một cái con chuột lột vậy đó, giống như lội dưới nước vậy. Đồ ướt hết luôn rồi. Máy cam lè luôn. Để mình lại chỗ nào mình thoáng thoáng mình vệ sinh cái cam lại các bạn. Đúng rồi nè,
Tới đây là tới một cái ngã ba các bạn. Mình không đi cái ngã ba này, mình sẽ rẽ ra, rẽ qua qua bên đây các bạn. Rồi bệnh luôn, hay là ai nhắc nhưng biết. Ôi má ơi, đường khó đi quá trời các bạn. Trời trời, quá khủng khiếp. Lao cái cam lại các bạn ơi. Thì ok các bạn, mình mới chùi cái cam này rồi. Đó, tiếng khóc đâu trời, sao kỳ lạ thật chứ. Giống như có một vong nào họ đi phía sau lưng của mình các bạn, rồi phát ra tiếng khóc rất là nức nở luôn. Đó, cả nhà nghe không? Tiếng khóc ở đâu ở gần đây nè các bạn. Đâu vậy ta? À, mình thấy có một bóng đen đen. Tướng này rất là to lớn đó, các bạn. Đang ngồi ở trong đó ha, khóc. Alo, chào con Linh nha. Ghê. Không biết nam hay nữ mà ghê quá các bạn. Cho hỏi vong của mình nam hay là nữ vậy? Vong ở trên bờ hay là dưới nước? Rồi, đang trở sáng muốn hết pin luôn, mau hết pin quá. Nói nghe nè, có phải vong của mình là vong hồn ma da không? Phải thì nói phải, không thì nói không.
Quân này làm gì ta? Không muốn giúp đỡ gì không? Vậy là nãy giờ con ma da này nó ém nãy giờ nè, tiếng khóc từ ngoài kia vào tới đây mới nghe nó các bạn, mới thấy nó chứ. Rồi. Nó ta. Không lẽ ở dưới cái ao này có nhiều ma da trời. Mình nghe tiếng động bên đó các bạn, còn lúc nào bên đây thì nhúc nhích nhúc nhích. Không lẽ là cái ổ của họ là hồi nãy các bạn, ngay chỗ mà mình gặp họ đó các bạn. Có về cái việc mà mình giao tiếp với vong hồn ma da là họ không có nói chuyện được, ít có khi mà họ nói chuyện được các bạn, hiếm lắm. Rồi tiếng ai trời nghe lung tung vậy trời. Rồi giờ họ mất tiêu rồi. Ghê các bạn ơi. Rồi. Có con nhái con gì trời. Đâu rồi? Hung dữ quá. Muốn giúp đỡ thì mình phải làm hiền lại chứ. Mình làm hiền lại rồi tôi sẽ giúp đỡ cho vong. Chứ mình hung dữ quá vậy rồi ai giúp cho mình? Cái ổ mình đây hả? Bên đây hả? Ở dưới có bao nhiêu hồn ma da thì kêu lên hết đi. Rồi hỏi thăm xíu đi. Bị gì mất rồi?
Tôi á, đến đây á, là mục đích để giúp cho tất cả các vong thôi, vong trên bờ và vong ở dưới nước ha, chứ không phải là đến đây để chơi đâu ha. Ôi, ông đang bò anh tay mình các bạn thấy đèn á. Làm gì mà không dữ quá vậy? À, chắc buồn cái máy ra quá. Ông đeo sợ chết các bạn. Ê. Gì? Tôi đâu có làm gì vong đâu. Tôi là người tốt. Ha. Sương quá trời sương. Ui. Ông dí nữa. Ây da. Trời trời, ông mà cái chết các bạn ơi. Ai tấn công hoài tôi trưởng chết á. Ý một cái là khỏi đi đầu thai á. Đừng có giỡn mặt nha. Người ta không có dùng bạo lực là lý do người ta muốn độ vong thôi. Đừng có làm quá nha. Hiểu không? Hiểu không? Ở đây có nhiều ông rừng đó nha. Rồi chắc có thể là gần đây có ai vào phá tổ, thành ra nó bay tứ tung hết. Nó thấy mình vô đây có đèn nè. Con nào cũng lấy bằng đầu đũa ăn luôn các bạn. Đâu không biết. Rồi mấy cái lùm xậy này chắc chắn là lối mòn của tất cả các hồn ma da trú ẩn đây các bạn. Đang ngồi trong không giữ làm gì, đâu có ích lợi gì đâu. Đâu ta? Lẹ thì chứ. Ở đây nó có một cái lối mòn đi vào và trong đó nó có nhiều cái ngách các bạn, rất là kỳ lạ luôn á. Trong cái lùm xậy này ha, nhiều mình cảm thấy nhiều cái ngách rất là đó, bên đây có ngách thế nè. Bên đây nè, nó thông đi qua luôn á. Có thể là ma da nó bò riết rồi ở trong cái lùm xậy này có lối mòn các bạn, mà bây giờ hồn ma da đâu mất tiêu rồi. Đâu mất tiêu trời. Trời ơi, mới gột tới đây. Ở đây
đây có cây dương mọc ở ngoài đường lộ luôn các bạn. À như vậy là cái hột dương nó lên luôn. Mình đến đây ngự lâu chưa? Lâu hả? Lâu là được bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng? Âm thanh các bạn. Mình mất lâu chưa? Trời ơi đủ rồi anh chi. Người tốt, tôi là người tốt. Đủ về vậy rồi. Mình đâu có ích lợi gì đâu, mình đâu có hưởng được phẩm lộc gì đâu. Đặt thí dụ mình cần cái gì thì họ giúp cái đó. Họ đâu có hại mình đâu. Họ chỉ muốn giúp cho mình có miếng ăn miếng uống và nhang đèn, hay là tiền bạc, hay là đi siêu thoát, hay là đi về chùa gì đó, nghe kinh Phật đó. Ngày xưa có tu không mà nói hoài không nghe vậy, có học chữ không? Chết bà rồi. Bữa nay gặp cái bông này nó bị điên hay sao không biết. Ê, đây khách. Đi ra. Có điên đâu, mình nói nó điên cái nó rượt mình các bạn. Tự ái á. Kìa, nó bò kìa. Bò không nổi nữa. Trời ơi, vong hồn yếu xìu à. Mày cũng làm hung làm dữ nữa. Đây là cây dương ha. Ủa, cái nhánh, cái nhánh. Nhánh nó rớt xuống cả nhà. Rồi nó lên luôn hay sao. Lạ gì trời. Ờ nhánh cả nhà. Trúng đâu trời. Bà ấy chết dưới sông dưới suối rồi, thành ma da rồi mà còn hung dữ nữa. Ngày xưa chắc chắn là làm ác dữ lắm nè. Rồi bị tất cả các vong hồn ma da sai khiến để thế mạng họ, cho họ nè. Rồi bây giờ vẫn chết rồi mà cũng cứ hung dữ, tạo nghiệp quá nặng. À, lấy đồ ăn hả? Thích gì lấy đó đi nó. Có bánh đâu không đó đó. Cứ ăn bình thường, tôi ngồi tôi coi vong ăn mà. Có gì đâu. Biết rồi, ta dòm thôi. Không biết nam hay nữ nữa. Tướng này hình như giống nữ quá ta. Ma da nữ các bạn ơi. Ăn đi. Lạnh quá hả? Có muốn hưởng nhang đèn không? Chắc có thể là họ đến đây họ thấy ma da lạnh lẽo rồi họ ung cho ma da
bớt lạnh hay sao đây cả nhà. Tại vì mình thấy đây có nhiều cái đống củi nè, một đống củi nè. Có phải mình ở đây mình chờ họ đến đây để nướng cá rồi bắt đầu còn số củi sót lại mình hưởng không vậy? Trời ơi, khổ không? Làm sao không lên lò rèn đi, mà lò rèn bây giờ họ làm bằng than đá không mà. Mà lò của họ hiện giờ ở thành thị chứ đâu có ở cặp máy sông như ngày xưa đâu. Khổ rồi chứ. Ngày xưa mình nghe bà nội mình kể á, hồn ma gia là họ thường xuyên đến lò rèn, cũng như là ở cặp máy sông nào mà có một cái lò rèn nào là họ sẽ lên, họ hưởng cũng như là họ hơi cho nó bớt lạnh lẽo đó cả nhà. Tội nghiệp quá. À, vong linh của mình có muốn hưởng nhang đèn gì không cho nó ấm không? Trời ơi, đã làm ma gia cực khổ, lạnh lẽo như vậy mà không chịu hưởng nhang đèn nữa. Thôi nghe lời tôi ngoan ngoãn đi, đừng làm đó. Vong bây giờ thấy tướng yếu ớt quá mà. Nó yếu bò mạnh các bạn. Tội nghiệp không? Nam hay nữ vậy ta? Cam lèo quá các bạn, lý do kiểu như xương quá. Cả nhà nhớ thông cảm nha. Quay ban đêm là phải chấp nhận rồi. Cho họ mình bị gì mất ha, mình nói chuyện không được, mình có thể ra dấu cho cái người đi giúp vong biết ha. Bị gì mất, mình bị gì mất, mình không nói về người giúp vong đâu có biết mình bị gì mất đâu, hiểu không? Mình không nói được thì mình ra dấu. Đã mất chiếc nước bị chết sình mà bây giờ còn hung dữ nữa. Thật sự mấy cái vong mà ở dưới nước nó rất là khó tính cả nhà, cọc cằn lắm. Một là tự tử, hay là đặt ví dụ vong này là nữ, có thể là buồn tình, thất tình, bay xuống sông tự tử không chừng. Cái gì? Đang làm gì vậy Bông Linh? Làm gì vậy trời? Ôi, cái đống than đó thì giờ trời mưa nó đâu có còn than gì nữa đâu mà để làm cho vong hồn của mình ấm. Rất tiếc hôm nay trời mưa. Nếu mà trời không có mưa thì tôi sẽ hái cây
những cây khô tôi đến đây tôi xông cho bông linh, nhưng mà hiện giờ thì cũng có nhang, có đàn cầy đó. Sao không có muốn hưởng nhang hưởng đàn cầy hả? Muốn hít ba cái than mà bỏ vậy hả trời? Than bỏ vậy rồi sao mà ấm? Ủa mày lao hưởng nhang đàn còn không muốn, muốn hưởng củi các bạn, củi giờ này rồi sao mà có củi? Mất lâu chưa? Lâu hả? Mấy năm? Nó không được mình có thể viết dưới đó đó. Hồi nãy có học đâu mà biết viết trời. Biết viết không? Rồi. Gặp vong dốt luôn. Xong. Ngày xưa biết nói chuyện không? Không luôn. Thôi à, ăn uống đi, về chùa tu đi. Đừng ở đây ha. Ở đây lạnh lẽo quá, gương mặt hiện giờ trắng tét thì ghê quá. Giống như ngày xưa họ lúc mắc ở dưới nước các bạn, trắng trắng mà nó nhớt không à. Mà nam hay là nữ? Nữ thì gật đầu, nam thì lắc đầu. Nữ hả? Nhiêu tuổi rồi? Biết tuổi gì không? Chết bà luôn. Chắc mất lâu quá rồi quên rồi. Rồi mình đến đây lâu chưa? Lâu rồi, là cách đây 1-2 tháng chắc vậy chứ gì? À. Rồi mình bị gì mất? Làm công việc ở dưới tàu thuyền đó hả? Hay là bị người yêu bỏ rồi quyên sinh ở dưới cậu? Cái gì cũng gạt hết trơn, cái bông này lạ quá. Biết sao giờ nói với cái bông này nữa. Vậy đâu trời, chạm lè quá trời luôn rồi. Đâu ta? Mấy gọt đâu không biết. Lạ thật các bạn. Vậy thôi bây giờ mình tìm chỗ nào mình cúng kiến cho họ đi. Không biết cái bông này nó có hưởng được nhang đèn cầy rồi hay không, không biết.
đâu ta? Đang trốn ở trong cái gốc cây các bạn, gốc cây thuốc lá mùn. Thôi được rồi, tiền hả? Tôi có tiền mà. À, họ tặng tiền các bạn, lá cây cũng như là tiền. Không, tôi không cần xài tiền đâu, tôi có tiền rồi ha. Giúp cho vong nữ đi về chùa ha. Chịu không? Sao? Chịu về chùa không? Tôi giúp cho. Ở đây khổ lắm. Ở đây đâu có gì đâu ăn. Nếu mà muốn ăn phải bắt cá, phải không? Bắt tôm đó. Rồi sát sanh tội càng nặng thêm nữa ha. Rồi biết chừng nào mà chuyển kiếp về chùa mình tu tâm, mình được các vị sư tụng kinh cho mình nghe hàng đêm, để tâm của mình nó tịnh lại, để chờ ngày được chuyển kiếp thành người mới, biết không? Thành con nhà giàu, mình không có còn cực khổ nữa. Mình trở thành con nhà giàu rồi là lúc đó mình sẽ được ăn học, mình sẽ được cha mẹ mình lo cho mình đầy đủ đó, mình không có thiếu thốn gì hết. Rồi tương lai của mình nó cũng rạng ngời hơn đào thay vào con nhà nghèo ha. Muốn đi tu không? Trời ơi, họ muốn tu ở đây làm cái gì? Muốn hưởng nhang đèn không? Muốn hả? Sao nãy nói không? Nãy đòi hưởng than mà giờ ở đây có than đâu mà hưởng nó. Quang Linh thấy bây giờ có than đâu, đây không bao giờ có than, than bị ướt rồi. Thôi bây giờ nhắc lại lần cuối, tôi sẽ giúp cho Phong có nhang đèn hưởng, rồi có bánh nước đầy đủ, rồi tôi giúp cho Phong đi về chùa để tu tập nha. Ẩn các bạn. Vậy thôi bây giờ mình chọn ngay cái vị trí không biết cha nội nào lại đây nướng cá. Rồi nướng cá hay nướng chim không biết, chắc bắn chim hay là nướng cá gì đó, câu được cá nướng ăn luôn. Mình sẽ cúng kiến cho cái bông hồi nãy tại vị trí này các bạn. Đóng than vậy mà lại đây hưởng.
tiếng hình như có một chiếc ghe đang chạy dưới sông các bạn. Phải. Máy xăng. Thì ok, tôi mời tất cả các vong hồn cũng như là trên bờ và ở dưới nước là đến đây hưởng nhang đèn ha. Mình tính đi vào
giúp cho họ mà họ lấy một cái mít rồi các bạn. Mình để đây hai cái mít lần cái bộ. Trời trời. À, vong ma da của mình á ra ngoài này đi rồi tôi giúp cho rồi về chùa tu tập rồi trả cái mít lại. Nè tôi gửi với tiền vàng bạc cho nè. Rồi mất tiền cái mít luôn các bạn ơi, mất cái mít gì là 3 triệu, nhưng mà mình mua cái mới lại là không có riêng bằng cái cũ luôn các bạn, cái cũ là nó riêng á. Bộ mít kia của mình trước kia sang Maya lọt ở dưới sông một cái rồi nó hư, rồi mình mua mít khác, hư cái nào mua cái đó, tưởng đâu nó zin, nó ngon nhưng mà cuối cùng xài không bền các bạn. Không muốn giúp thì thôi, cũng phải trả đồ nghề cho người ta ha, người ta đi về chứ lấy cái mít đó cũng không có sử dụng được ha, xài không có được đâu. Có tiền rồi nè, rồi mình có thể mình biết để mình đi tìm vòng đó mình xin cái mít lại các bạn. Trời ơi hưởng đồ rồi xong rồi lấy cái mít chưa vẫn biết. Ở đây phải cái mít không? Thấy cái sáng giống như ta. Rõ ràng là mình mới vừa vào là mình thấy họ lấy cái mít các bạn. Phải không ta, hay là họ lấy bánh trời? Không các bạn, hồi nãy thấy họ đi qua đây nè, vậy thôi mình tranh thủ đi về luôn các bạn ơi, ba đồ cũng bỏ luôn đi. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bởi vì mình thấy ông trời cũng xét quá trời nè, ông sấm chớp á. Rồi, bye bye cả nhà.